Xin chào tất cả các em. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em giải một đề ôn thi Trung học phổ thông quốc gia môn vật lý. Để nắm chắc được kiến thức sau buổi học thì thầy khuyên các em nên ngồi vào bàn học, chuẩn bị tập ghi, viết và máy tính. Câu nào khó mà các em chưa theo kịp, các em có thể dừng hoặc xem lại để hiểu kỹ vấn đề hơn. Chúng ta bắt đầu vào buổi học. Câu số 1 là một câu về dao động điều hòa. Một vật dao động điều hòa, lực kéo về có biểu thức bằng ME và bằng trừ M omega bình phương nhân X. Lực kéo về có những đặc điểm sau: cùng tần số với ly độ hoặc là cùng tần số vận tốc và gia tốc, trái dấu với ly độ, cùng pha với gia tốc, nhanh pha bi chia 2 so với vận tốc và ngược pha với ly độ. Lực kéo về có chiều luôn hướng về vị trí cân bằng. Ở trên đây ta thấy chọn phát biểu sai. Đáp án C, luôn cùng chiều chuyển động của vật, sai. Ta chọn đáp án C. Câu số 2 về điện xoay chiều. Khi tần số của dòng điện xoay chiều qua một động mạch chỉ trước cuộn cảm tăng 4 lần, thì cảm kháng của cuộn cảm sẽ như thế nào? Ta biết cảm kháng bằng L nhân omega và bằng L nhân 2πf. Như vậy cảm kháng tỷ lệ thuận với tần số. Khi tần số mà tăng 4 lần thì cảm kháng sẽ tăng lên 4 lần. Ta chọn đáp án B. Câu số 3 là một câu giáo khoa về sóng âm. Đặc trưng nào sau đây không phải là đặc trưng sinh lý của âm? Ta nhớ lại, đặc trưng sinh lý bao gồm độ to, độ cao và âm sắc. Đặc trưng vật lý gồm tần số, cường độ âm, mức cường độ âm và đồ thị dao động âm. Trên đây không phải đặc trưng sinh lý là cường độ âm. Ta chọn đáp án D. Câu số 4 là một câu về mạch dao động LC. Điện tích cực đại là Q0, cường độ dòng điện cực đại là I0. Đề hỏi chu kỳ dao động điện từ như thế nào? Đạo hàm của điện tích theo thời gian chính là cường độ dòng điện. Ta suy ra được cường độ dòng điện cực đại sẽ bằng omega nhân cho điện tích cực đại. Biến đổi omega bằng 2π chia T và rút chu kỳ T, ta sẽ thấy được T bằng 2π nhân Q0 chia I0. Ta chọn đáp án D. Câu số 5 là một câu về TX. Tia rentgen hay TX là sóng điện từ có bước sóng như thế nào? Ở đây ta đọc 4 đáp án. Đáp án CD không đo được là sai. Vậy để trả lời chính xác câu này, thì ta nhớ lại thang sóng điện từ trong sách giáo khoa. Và trên thang sóng điện từ, TX có bước sóng nhỏ hơn tia tử ngoại. Ta chọn đáp án B. Câu số 6 là một câu về điện xoay chiều. Mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp, điện trở R bằng 50 ôm, dòng điện, lệch pha điện áp một góc là V chia 4, đề hỏi tổng trở. Ở đây ta dùng công thức cos phi là nhanh nhất, cos phi bằng R chia Z. Thế số ta được Z bằng 50 căn 2 ôm, 50 căn 2 gần bằng 70,7. Ta chọn đáp án B. Câu số 7 là một câu về quang của hydro. Trong nguyên tử hydro, bán kính bo cho rồi. Đề hỏi bán kính quy đầu dừng N bằng bao nhiêu? Ta có RN bằng N bình phương nhân R0. Để biết N nhỏ bằng bao nhiêu? Ta nhớ lại sơ đồ chuyển lớp trong trong quang phổ hydro. Nhìn vào sơ đồ, ta thấy quỹ đạo N lớn ứng với N bằng 4. Thế số ta được RN bằng 84,8 nhân 10 mũ trừ 11 mét. Ta chọn đáp án B. Câu số 8 là một câu về hạt nhân. Cho X là chất phóng xạ ra hạt alpha và biến đổi thành poloni, hạt nhân X có. Và để biết X có bao nhiêu proton, bao nhiêu neutron, ta ghi phương trình phóng xạ ra. X phóng xạ alpha biến đổi thành poloni. Áp dụng định lực bảo toàn số khối, tức là số nucleon, và áp dụng định lực bảo toàn điện tích. Ta suy ra được hạt nhân X có 86 proton và 136 neutron. Ta chọn đáp án D. Câu số 9 là một câu về máy phát điện xoay chiều một pha. Có rotor là phần cảm gồm 10 cặp cực, quay với tốc độ 360 vòng trên phút.
tần số do máy phát điện xe chiều tạo ra có giá trị bằng bao nhiêu. Thể đây ta để ý tốc độ quay rotor là vòng trên phút, cho nên ta chọn công thức F bằng NB chia 60. Thế số ta được F bằng 60 Hz. Chọn đáp án C. Thể đây ta lưu ý nếu tốc độ quay rotor là vòng trên giây, thì công thức F của mình chỉ bằng NB thôi. Câu số 10 là một câu về kiến thức lớp 11 về lực Coulomb. Hai điện tích điểm đặt trong chân không, khi cách nhau một khoảng R thì lực tương tác giữa chúng là F. Khi chúng cách nhau một khoảng là 3R thì lực tương tác giữa chúng có độ lớn bằng bao nhiêu? Ở đây thầy nhắc lại cho các em nhớ về phương chiều và độ lớn của lực Coulomb. Về phương chiều thì là lực hút nếu hai điện tích trái dấu, và là lực đẩy nếu hai điện tích cùng dấu. Về độ lớn, F bằng K nhân Q1 Q2 chia epsilon R bình. Trong đó K là hệ số tỷ lệ, epsilon là hằng số điện môi. Nhìn vào biểu thức ta thấy lực F tỷ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa hai điện tích. Như vậy, khi khoảng cách giữa hai điện tích tăng lên 3 lần, thì lực F sẽ giảm đi 9 lần. Ta chọn đáp án A. Câu số 11 là một câu về con lắc lò xo. Con lắc lò xo có khối lượng M, dao động điều hòa với chu kỳ T, năng lượng dao động là E, biên độ dao động bằng. Thì những cái câu mà có biểu thức bằng chữ trong đáp án, mình xem có những đại lượng nào và mình biến đổi về những đại lượng đó. Năng lượng của lắc lò xo dao động điều hòa E bằng 1/2 K bình bằng 1/2 M omega bình A bình. Omega bằng 2 pi chia T, và ta rút ra được A sẽ bằng T lớn chia pi nhân căn của E chia cho 2 M. Ta chọn đáp án gì? Câu 12 là một câu về sóng cơ. Một sóng ngang truyền trên một sợi dây rất dài, phương trình cho rồi, để hỏi bước sóng. Ta có phương trình sóng U bằng A cos omega T trừ 2 pi x chia lambda. Nhìn vào phương trình đề cho, ta dễ dàng suy ra lambda bằng 1 mét. Ở đây, đơn vị của bước sóng lambda chính là đơn vị của x. Các em lưu ý, x tính bằng mét, cho nên lambda bằng 1 mét. Ta chọn đáp án A. Câu số 13 là kiến thức lớp 11 về phần từ. Cho dòng điện không đổi có cường độ 33 chạy qua một ống dây dài 20 cm gồm 400 vòng dây. Để hỏi cảm ứng từ trong lòng ống dây có độ lớn xấp xỉ bằng bao nhiêu? Thì cảm ứng từ trong lòng ống dây có đường sức như hình vẽ. Về độ lớn bằng 4 pi nhân mũ trừ 7 n nhân y, trong đó n là số vòng trên 1 mét dây. Ở đây các em lưu ý n là số vòng trên 1 mét, 1 mét chiều dài của ống dây. Và nó bằng 4 pi nhân 10 mũ trừ 7, n chia l nhân y. N là số vòng dây, l là chiều dài ống dây. Thế số các em có được cảm ứng từ B bằng 7,54 nhân 10 mũ trừ 3 tesla. Đáp án C. Câu số 14 là một câu mức độ nhận biết của điện xe chiều. Cho dòng điện xe chiều có biểu thức Y bằng 2 có 100 pi T. Để hỏi giá trị hiệu dụng. Vậy thấy rằng Y bằng Y0 chia cho căn 2 bằng căn 2 ampe. Ta chọn đáp án C. Câu 15 là một câu về dao động tổng hợp. Dao động tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, cùng biên độ có biên độ bằng biên độ của mỗi dao động thành phần khi hai dao động thành phần hợp nhau một góc bằng bao nhiêu? Thì ta biết mỗi một dao động được biểu diễn bằng một vectơ. Ở đây ta có 3 vectơ bằng nhau, suy ra chúng tạo thành một tam giác đều. Ta có giãn độ vectơ như hình vẽ. Từ giãn độ vectơ, ta dễ thấy rằng góc hợp bởi giữa vectơ A1 và vectơ A2 là 2 pi chia 3. Ta chọn đáp án C. Câu 16 là một câu về sóng điện từ. Tính chất nào sau đây không phải là tính chất của sóng điện từ? Các em xem sự lan truyền của sóng điện từ như hình vẽ. Đáp án A, sóng điện từ có mang năng lượng. Đúng. Sóng điện từ truyền đi trong môi trường vật chất và chân không. Đúng. Sóng điện từ là sóng ngang. Bởi vì trong quá trình dao động, thành phần điện trường và từ trường vuông góc với phương truyền sóng.
Nhìn vào hình ta thấy điện trường và từ trường dao động cùng pha nhau, phương thì vuông góc với nhau. Như vậy đáp án D, dao động của điện trường sớm pha Bi Chi 2 so với dao động của từ trường. Đây không phải là tính chất của sóng điện từ. Ta chọn đáp án D. Câu 17. Nói về tia hồng ngoại, tính chất nổi bật của tia hồng ngoại là, thì ta biết tia hồng ngoại dễ bị các vật hấp thụ, năng lượng của nó chuyển thành nhiệt làm nóng vật lên. Cho nên tính chất nổi bật của tia hồng ngoại là tác dụng nhiệt rất mạnh. Ta chọn đáp án C. Câu 18 là một câu về dao động điều hòa. Gọi T là chu kỳ của một vật dao động điều hòa. Thời gian ngắn nhất vật đi từ vị trí gia tốc cực đại đến vị trí cân bằng khi chiều âm là, thì ta biết gia tốc A bằng trừ omega bình phương nhân x. Như vậy nhìn vào biểu thức gia tốc cực đại thì các em suy ra x bằng trừ A, vật đang ở biên âm. Ta có sơ đồ như hình vẽ. Thời gian ngắn nhất từ vị trí gia tốc cực đại, tức là vật ở biên âm, đến vị trí cân bằng theo chiều âm. Như vậy, thời gian ngắn nhất, tức là đến vị trí cân bằng theo chiều âm lần đầu tiên. Dựa vào sơ đồ, ta suy ra được khoảng thời gian delta t bằng t chia 2 cộng t chia 4 bằng 3t chia 4. Đáp án B. Câu 19 là một câu về lượng tử ánh sáng chiếu một chùm sáng đơn sắc của bức sóng lambda vào cathode của một tế bào quang điện. Công suất ánh sáng mà cathode nhận được là P, số photon đập vào cathode trong mỗi giây. Ta có P bằng N nhân epsilon. N là số photon tới cathode trong mỗi giây. Epsilon là năng lượng photon. Bằng N nhân HC chia lambda. Suy ra N bằng P lambda chia HC. Thế số ta suy ra N bằng 4,025 nhân 10 mũ 16 photon trên giây. Ở đây các em chú ý N là số photon tới cathode trong mỗi giây. Ta chọn đáp án D. Nếu đề bài hỏi số photon tới cathode trong mỗi phút thì ta tam suất lên nhân cho 60 giây. Câu 20 là một câu về phóng xạ. Mẫu A có khối lượng 120 g, chu kỳ bán rã T. Khối lượng mẫu A còn lại 30 g sau thời gian bao nhiêu? Theo lệnh phóng xạ, ta có M bằng M0 nhân 2 mũ trừ T chia T. Trong đó M là khối lượng còn lại, M0 là khối lượng ban đầu. Suy ra 2 mũ trừ T chia T bằng M chia M0, thế số bằng 1 phần 4. Suy ra thời gian phân rã bằng 2 chu kỳ bán rã, 24 ngày đêm. Đáp án B. Câu 21 là một câu kiến thức lớp 11, dòng điện không đổi. Một bóng đèn có ghi 6V 9W được mắc vào nguồn điện có sức điện động E bằng 9V tạo thành mạch kín. Để đèn sáng bình thường, điện trở trong R của nguồn điện phải có độ lớn bằng bao nhiêu? Ta có mạch điện kín như hình vẽ. Dựa vào chỉ số đèn, thì ta tính được hai thông số. Thứ nhất là điện trở của đèn. Thứ hai là cường độ dòng điện định mức qua đèn. Để đèn sáng bình thường thì cường độ dòng điện qua đèn bằng cường độ dòng điện định mức và dựa vào mạch điện ta thấy bằng cường độ dòng điện qua mạch. Một mạch kín thì cường độ dòng điện qua mạch bằng suất điện động chia cho tổng điện trở trong cộng điện trở ngoài. Điện trở ngoài đây là điện trở của đèn. Và từ đó ta suy ra điện trở trong của nguồn bằng E nhân U định mức chia B định mức trừ R đèn. Thế số ta được điện trở trong bằng 2 ohm. Ta chọn đáp án B. Câu 22 là một câu giáo khoa về sóng dương. Chọn câu sai. Tại điểm phản xạ, sóng tới và sóng phản xạ luôn cùng. Nhắc lại, sóng phản xạ và sóng tới luôn cùng tần số, cùng bước sóng, cùng tốc độ. Còn pha thì phụ thuộc vào vật cản cố định hoặc tự do. Nếu vật cản cố định, sóng phản xạ luôn ngược pha với sóng tới ở điểm phản xạ. Còn nếu vật cản tự do, sóng phản xạ luôn cùng pha với sóng tới ở điểm phản xạ. Trên đề bài, để không cho vật cản cố định hoặc vật cản tự do,
mà chọn luôn cùng pha, cho nên đáp án C sai. Câu 23 là một câu bài tập về điện xoay chiều. Cho biểu thức cần dùng điện Y qua động mạch chỉ có tụ điện, viết biểu thức điện áp hai đầu tụ. Ta có ZC bằng 1 chia C omega bằng 100 ohm. Suy ra U0 bằng Y0 nhân ZC bằng 200V. Mặt khác, UC chậm hơn Y một góc B chia 2. Theo đề bài, pha ban đầu của Y bằng B. Suy ra pha ban đầu của UC bằng B chia 2. Suy ra biểu thức điện áp hai đầu tụ U bằng 200 cos 100 BT cộng B chia 2. Ta chọn đáp án A. Câu 24 là một câu về mạch dao động LC. Kể từ lúc điện tích của tụ có giá trị cực đại, thì sau khoảng thời gian ngắn nhất bao nhiêu thì điện tích trên tụ có giá trị bằng nửa giá trị cực đại. Thì ta có sơ đồ dao động điều hòa của điện tích Q. Tại hệ điểm ban đầu có giá trị cực đại, sau đó bằng nửa giá trị cực đại. Ta thấy trên sơ đồ khoảng thời gian đó chính là T chia 6. Thế số ta được 1 micro giây. Đáp án C. Câu 23 là một câu về ánh sáng đơn sắc. Một ánh sáng đơn sắc màu cam có tần số F truyền từ chân không vào môi trường trong suốt có chiết xuất N. Trong chất lỏng thì màu sắc và tần số sẽ như thế nào? Thì các em nhớ lại, khi một ánh sáng đơn sắc truyền từ môi trường này sang môi trường khác thì nó có 3 đại lượng không đổi. Thứ nhất, màu sắc không đổi. Thứ hai, tần số không đổi. Thứ ba, năng lượng photon không đổi. Và nhớ ánh sáng đơn sắc. Ở trên đây, đề bài dùng ánh sáng đơn sắc màu cam tần số F. Thì kết quả truyền trong môi trường trong suốt cũng có màu cam và tần số F. Ta chọn đáp án C. Câu số 26 là một câu về lượng tử ánh sáng. Đề cho bước sóng giới hạn của kim loại lambda không và đề hỏi công thoát của kim loại đó bằng bao nhiêu. Ta có A bằng HC chia lambda không. H là hằng số Planck, C là tốc độ ánh sáng. Thế số, ta thấy công thoát bằng 3,31 x 10 mũ trừ 19 joule, chưa có đáp án. Ta tiếp tục đổi đơn vị, 1 joule bằng 1 electron volt chia 1,6 x 10 lũy hừa trừ 19. Ta được công thoát A bằng 2,07 electron volt. Đáp án D. Câu 27 là một câu về hạt nhân. Để cho hạt nhân coban, đề hỏi năng lượng liên kết riêng của hạt nhân coban bằng bao nhiêu? Ta có năng lượng liên kết bằng độ hộp khối nhân C bình, bằng số proton nhân khối lượng proton, cộng số neutron nhân khối lượng neutron và trừ đi khối lượng coban. Thì cái đó là độ hộp khối nhân C bình, chính là năng lượng liên kết. Và năng lượng liên kết riêng bằng năng lượng liên kết chia cho số nucleon của coban. Thế số, ta được năng lượng liên kết riêng của coban bằng 70,5 megatronvolt. Đáp án A. Câu 28, bài tập về giao thoa ánh sáng. Trong thí nghiệm dân, 3 vân sáng liên tiếp cách nhau 6mm. Vân sáng bậc 3 cách vân tố thứ 4 một đoạn ngắn nhất bằng bao nhiêu? 3 vân sáng liên tiếp cách nhau 2y, tức là 2 khoảng vân. Suy ra 2y bằng 6mm và y bằng 3mm. Vân sáng bậc 3 cách vân tố thứ 4 một đoạn ngắn nhất, chứng tỏ hai vân cùng phía so với vân sáng trung tâm một đoạn ngắn nhất. Suy ra khoảng cách từ vân sáng bậc 3 đến vân tố thứ 4 sẽ bằng 3,5y trừ 3y bằng 0,5y và bằng 1,5mm. Đáp án A. Câu 29 là một câu kiến thức lớp 11 về quang hình. Một vật AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ có tiêu cự F. Để ảnh của vật có độ cao bằng vật thì phải đặt vật cách thấu kính một khoảng bằng bao nhiêu? Thì do ảnh bằng vật cho nên suy ra ảnh phải là ảnh thật. Ta có công thức vị trí 1 chia F bằng 1 chia D cộng 1 chia D phẩy. Mặt khác, độ phóng đại K bằng trừ D phẩy chia D bằng trừ 1. Ở đây các em chú ý K bằng trừ 1 bởi vì vật thật cho ra ảnh thật trái chiều
trái chiều cho nên k bằng trừ 1. Từ đây suy ra 1 chia f bằng 1 chia d cộng 1 chia d là 2 chia d, bởi vì độ phóng đại cho ra d' bằng d. Và kết quả suy ra được d bằng 2f 24 cm. Đáp án C. Trong câu này, các em có thể suy luận dựa vào tính chất tạo ảnh. Ảnh qua thấu kính hội tụ có độ cao bằng vật khi và chỉ khi vật đặt cách thấu kính một đoạn bằng 2f và bằng 24 cm, ra ngay đáp án luôn. Câu 30 là một bài tập về giao thoa ánh sáng. Để cho khoảng cách hai khe, khoảng cách từ mặt phẳng chia hai khe đến màn, để cho ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,38 đến 0,76 micromet. Để hỏi tại M cách vân sáng trung tâm 3 mm có bức xạ đơn sắc nào không cho vân sáng? Thì đối với dạng bài này, mình loại suy, mình tìm tại M những bức xạ cho vân sáng, rồi sau đó suy ra bức xạ nào không cho vân sáng. Tại M bức xạ cho vân sáng thì xM bằng K lambda d chia A, trong đó K là số nguyên. Suy ra lambda bằng AXM chia KD, thế số ta được 2,7 chia K. Mặt khác, lambda nằm từ 0,38 đến 0,76 micromet. Suy ra 2,7 chia K nằm từ 0,38 đến 0,76. Và suy ra K nằm từ 3,55 đến 7,1. Và những giá trị của K nguyên ứng với vân sáng tại M, K bằng 4, K bằng 5, K bằng 6, K bằng 7. Và thế vào phương trình sau, các em sẽ có bước sóng tương ứng. Nhìn vào dãy bước sóng dưới, ta thấy đáp án A 0,65 micromet. Tại M, bức xạ không cho vân sáng. Như vậy, câu 30 đáp án A. Câu 31 là một câu điện xoay chiều. Đặt điện áp vào hai đầu động mạch cảm thương, tụ điện C và điện rẽ R mắc nối tiếp. Ban đầu mạch có tính dung kháng, cách nào sau đây có thể làm cho hiện tượng cộng hưởng điện xảy ra? Mạch có tính dung kháng, tức là ZC lớn hơn ZL, hay 1 chia C omega lớn hơn L omega. Để có cộng hưởng điện thì ZL bằng ZC. Như vậy, ta phải tăng omega thì lúc này ZC giảm, ZL tăng khi cộng hưởng ZL bằng ZC. Ta chọn đáp án A. Đáp án B, khi giảm L, ZL càng giảm, mạch càng có tính dung kháng. Cảm kháng và dung kháng không phụ thuộc vào R, cho nên ta loại đáp án C. Đáp án D, giảm điện dung C, khi giảm điện dung C thì ZC tăng, mạch càng có tính dung kháng, cũng không được. Câu 32 là một câu điện xoay chiều, gồm một biến trở mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần. Đặt điện áp hai đầu mạch, thì khi biến trở có hai trị số R1, R2, công suất tiêu thụ trên biến trở có giá trị như nhau. Công suất tiêu thụ của mạch đạt cực đại khi biến trở R có giá trị bằng bao nhiêu? Thì ta thấy mạch gồm biến trở R mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần L. Hai trị số R1, R2 thì công suất tiêu thụ trên biến trở như nhau. Và khi R công suất tiêu thụ trên biến trở hoặc là của mạch đạt cực đại thì ta có hệ quả R bình phương bằng R1 nhân R2. Suy ra R bằng căn R1 nhân R2 bằng 30 ohm. Ta chọn đáp án C. Câu 33 là một câu về con lắc đơn dao động điều hòa. Trong cùng khoảng thời gian, con lắc chiều dài L1 thực hiện 120 dao động, con lắc chiều dài L2 thực hiện 80 dao động, con lắc có chiều dài L3 thực hiện 90 dao động. Đề hỏi tỷ số L1 chia L2 chia L3 là tỷ số nào sau đây? Trong cùng khoảng thời gian, con lắc thứ nhất có chu kỳ T1 thực hiện N1 dao động, con lắc thứ hai có chu kỳ T2 thực hiện N2 dao động và con lắc thứ ba có chu kỳ T3 thực hiện N3 dao động, ta có hệ thức
N1 T1 bằng N2 T2 bằng N3 T3. Do chu kỳ bình phương tỷ lệ với L, cho nên ta suy ra N1 bình phương L1 bằng N2 bình phương nhân L2 bằng N3 bình phương nhân L3. Thế số ta được 144L1 bằng 64L2 bằng 81L3. Và phương trình này phương trình sau. Và để cái phương trình sau thỏa thì L1 phải bằng 36, L2 bằng 81 và L3 bằng 64. Kết quả ta được L1 chia L2 chia L3 bằng 36, 81, 64. Ta chọn đáp án B. Câu 34 là một câu bài tập về sóng cơ. Tại ô có một nguồn sóng cơ dao động với tần số F bằng 30 Hz. Tốc độ truyền sóng từ 1,6 m trên giây đến 2,9 m trên giây. Biết tại M cách ô khoảng 10 cm, sóng tại đó luôn dao động ngược pha với dao động tại ô. Tốc độ truyền sóng bằng bao nhiêu? Đây các em lưu ý dao động tại M ngược pha với dao động tại ô. Cho nên ta có MO bằng 2K cộng 1 lambda chia 2. Trong đó K là số nguyên. Và bằng 2K cộng 1 V chia 2F. Trên đề cho V nằm từ 1,6 đến 2,9 m trên giây. Ta suy ra V bằng 2F nhân MO chia 2K cộng 1. Thế số ta được 6 chia 2K cộng 1. Ta có V nằm từ 1,6 đến 2,9. Suy ra 6 chia 2K cộng 1 nằm từ 1,6 đến 2,9. Ta suy ra K nằm từ 0,534 đến 1,375. Và suy ra K bằng 1. Giữa 0,534 và 1,375 có một số nguyên là K bằng 1. Và từ biểu thức 1, ta suy ra tốc độ truyền sóng V bằng 2 m trên giây. Ta chọn đáp án A. Câu 35 là một câu bài tập về sóng dừng. Trên sợi dây AB, đầu A dao động theo phương vuông góc với sợi dây, coi A là nút. Nếu đầu B tự do, tần số đầu A là 28 Hz và trên dây có 4 nút. Nếu đầu B cố định và coi tốc độ truyền sóng không đổi, để trên dây có 7 nút, thì tần số dao động của đầu A bằng bao nhiêu? Khi đầu B tự do, thì ta có xảy ra sóng dừng, một đầu cố định, một đầu tự do, L bằng 2K cộng 1, lambda 1 chia 4, và bằng 2K cộng 1, V chia 4F1, trong đó K là số bó sóng. Theo đề bài, trong trường hợp đầu B tự do, 4 nút, ta suy ra có 3 bó sóng, 3 x 2 cộng 1 bằng 7V chia cho 4F1. Khi đầu B cố định, ta có chiều dài của dây để xảy ra sóng dừng L bằng K phẩy lambda 2 chia 2 bằng K phẩy V chia cho 2F2. Trong đó K phẩy là số bụng, số bó. Theo đề bài cho 7 nút, ta suy ra số bụng, số bó bằng 6 và bằng 6V chia cho 2F2. Dạng ước ta được 3V chia 2F2. Từ 1 và 2, ta suy ra F2 bằng 12F1 chia 7 và bằng 48 Hz. Ta chọn đáp án C. Câu 36 là câu về bài tập giao thoa sóng cơ. Cho hai nguồn kết hợp giống nhau đặt tại A và B. Tốc độ truyền sóng 20 cm trên giây. AB bằng 9 cm. Trên đoạn thẳng nối hai nguồn, số điểm dao động với biên độ cực đại và cùng pha với trung điểm O của AB bằng bao nhiêu? Ta có lambda bằng V chia F bằng 2 cm. AB bằng 9, suy ra AB bằng 4,5 lambda. Và O là trung điểm của AB, suy ra AO bằng 2,25 lambda. Để làm được bài này, ta liên hệ giữa giao thoa, sóng cơ và sóng dừng. Số cực đại, cực tiểu trên đoạn nối hai nguồn tương ứng là điểm bụng, điểm nút khi xảy ra sóng dừng như hình 19.1 sách giáo khoa nâng cao trang 105.
các em xem hình. Thì những vị trí cực đại tương ứng là điểm bụng, còn những vị trí cực tiểu trên đoạn nối hai nguồn tương ứng là điểm nút trong sóng giật. AO bằng 2,25 lambda. Ta có hình vẽ. Các em thấy từ A đến O bằng 2 lambda cộng lambda chia 4. Phù hợp yêu cầu đề bài AO bằng 2,25 lambda. Ta gọi O là bó sóng thứ nhất. Như vậy, theo sóng dừng thì những điểm nằm trên bó sóng lẻ sẽ cùng pha với bó sóng thứ nhất. Như vậy, điểm cực đại nằm trên bó sóng số 3 và điểm cực đại nằm trên bó sóng số 5 sẽ cùng pha với O. Và các em lưu ý, đây là những điểm vừa dao động với biên độ cực đại và vừa cùng pha với O. Như vậy, từ A đến O có hai điểm dao động với biên độ cực đại và cùng pha với O, đó là điểm cực đại số 3 và số 5. Suy ra, trên AB có 4 điểm dao động với biên độ cực đại và cùng pha với trung điểm O của AB. Ta chọn đáp án B. Câu 37 là một bài toán về dao động tắt dần. Một con lắc dao động tắt dần cứ sau mỗi chu kỳ biên độ giảm 3%. Sau 5 chu kỳ đầu, biên độ dao động giảm bao nhiêu phần trăm so với biên độ ban đầu của nó? Biên độ ban đầu là A, và giả sử sau mỗi chu kỳ biên độ giảm B phần trăm. Sau một chu kỳ, A1 bằng 1 trừ B phần trăm nhân A. Biên độ giảm B phần trăm, như vậy còn lại bằng 1 trừ B phần trăm nhân A. Sau 2 chu kỳ, biên độ A2 sẽ bằng 1 trừ B phần trăm nhân A1, tức là giảm B phần trăm so với biên độ trước đó. Và các em thấy A1 bằng 1 trừ B phần trăm nhân A. Ta suy ra A2 bằng 1 trừ B phần trăm tất cả bình phương nhân A. Tương tự, A3 bằng 1 trừ B phần trăm nhân A2, và A2 bằng 1 trừ B phần trăm tất cả bình phương nhân A. Ta suy ra A3 bằng 1 trừ B phần trăm tất cả mũ 3 nhân A. Quy nạp sau N chu kỳ. N bằng 1 trừ B phần trăm nhân AN trừ 1, tức là bằng 1 trừ B phần trăm nhân biên độ trước đó. Ở đây các em để ý, A1 bằng 1 trừ B phần trăm mũ 1 nhân A. Ở đây các em xem giống như là mũ 1 nhân A. Sau 2 chu kỳ, A2 sẽ bằng 1 trừ B phần trăm mũ 2 nhân A. Sau 3 chu kỳ, A3 sẽ bằng 1 trừ B phần trăm mũ 3 nhân A. Vậy sau N chu kỳ, AN sẽ bằng 1 trừ B phần trăm mũ N nhân A. Ta đặt phương trình sau. Phần trăm biên độ giảm sau N chu kỳ. N trừ A chia A, và nó sẽ bằng N chia A trừ 1. Từ phương trình sau ta thấy N chia A bằng 1 trừ B phần trăm tất cả mũ N. Vậy, phần trăm biên độ giảm sau N chu kỳ sẽ bằng 1 trừ B phần trăm tất cả mũ N trừ 1. Áp dụng cho câu số 37. B bằng 3 và N bằng 5. Phần trăm biên độ giảm sau 5 chu kỳ đầu. Thế số ta được phần trăm biên độ giảm là 14,13%. Ta chọn đáp án B. Câu 38 là một bài toán về điện xe chiều. Đặt vào hai đầu đạo mạch RLC không phân nhánh cũng như thuần cảm, một điện áp xe chiều và omega thay đổi. Sao cho dung kháng của tụ điện lớn gấp 4 lần cảm kháng, và lúc đó
điện áp hiệu dụng giữa hai bảng tụ điện cực đại. Giá trị cực đại đó bằng bao nhiêu? Đây là một cái dạng toán omega thay đổi để UC max, tức là để cho điện áp hiệu dụng giữa hai bảng tụ điện cực đại. Thì cái quá trình chứng minh chỗ này thầy không chứng minh, các em có thể nghiên cứu thêm tài liệu. Khi omega thay đổi để UC max, cái kết quả cuối cùng ta có được omega C sẽ bằng 1 chia L căn bậc 2 của L chia C trừ R bình chia 2. Và để cái căn này có nghĩa thì L chia C phải lớn hơn R bình chia 2, tức là 2L lớn hơn CR bình. Và các em thấy trên đề bài cho 2L lớn hơn CR bình để căn này có nghĩa. Và UC max bằng 2 UAB nhân L chia R nhân căn 4LC trừ R bình C bình. Đây là kết quả cuối cùng omega thay đổi để điện áp hiệu dụng giữa hai bảng tụ điện cực đại. Ngoài cái kết quả cuối cùng omega C và UC max thì chúng ta có một cái hệ quả cũng rất là quan trọng. UC max bình phương bằng UAB bình cộng UNL bình. Và từ cái hệ quả này thì thầy chuyển với UNL qua bên UC max. UC max bình trừ UNL bình và bằng UAB bình. Ở chỗ này các em thấy thầy nhân trên dưới cho UC max bình thì tại vị trí này không đổi vẫn là UNL bình. Và đơn giản y UNL bình chia UC max bình, đơn giản y ta sẽ còn ZNL chia ZC tất cả bình. Vì sao biến đổi như vậy? Bởi vì trên đề bài cho dung kháng của tụ gấp 4 lần cảm kháng và đề hỏi UC max. Như vậy UC max phải có UAB, phải có tỷ số giữa cảm kháng và dung kháng. Từ đây ta suy ra được UC max bằng UAB chia căn bậc 2 của 1 trừ ZNL chia ZC tất cả bình. Và ZNL chia ZC ở trên đây dung kháng gấp 4 lần cảm kháng thì ZNL chia ZC chỗ này bằng 1 phần 4. UAB là giá trị hiệu dụng 375. Thế số ta được UC max bằng 100 căn 15V. Ta chọn đáp án C. Câu 39 là một câu bài tập về dao động điều hòa kết hợp với phần quang hình lớp 11. Một nguồn sáng điểm B dao động điều hòa theo phương vuông góc trục chính của một thấu kính mỏng L. Vị trí cân bằng ô nằm trên trục chính. Phương trình dao động của vật và ảnh cho rồi. Thì các em để ý hai phương trình dao động của vật và ảnh cùng pha nhau. Tại thời điểm t bằng 0, ly độ của vật và ly độ của ảnh cho rồi. Tại thời điểm t bằng 1 phần 12 giây, tia sáng BI, Y là quang tâm của thấu kính, hợp với trục chính một góc 14 độ. Thấu kính được dùng là thấu kính gì và tiêu cự bằng bao nhiêu? Thì dựa vào hai phương trình, ta thấy vật và ảnh cùng pha, suy ra ảnh cùng chiều. Vậy ảnh phải là ảnh ảo. Mà ảnh ảo thì có thể là thấu kính hội tụ hoặc là thấu kính phân kỳ. Ta xét tiếp. Tại thời điểm t bằng 0, các em thấy ly độ của vật là 2, ly độ của ảnh là 2 căn 3. Như vậy, ảnh lớn hơn vật. Kết luận, thấu kính phải là thấu kính hội tụ. Vật thật cho ảnh ảo cùng chiều và lớn hơn vật. Và ta có cái hình vẽ. Tiếp tục. Ta có độ phóng đại K bằng trừ D phẩy chia D, tọa độ của ảnh chia tọa độ của vật, bằng độ cao của ảnh chia độ cao của vật. Thì đây các em để ý trên đề cho tại một thời điểm T bằng 0, ly độ B là 2, ly độ B1 là 2 căn 3. Như vậy, độ phóng đại K bằng trừ D phẩy chia D bằng độ cao của ảnh chia độ cao của vật, tức là bằng
2 căn 3 chia 2 và độ phóng đại bằng căn 3. Từ đây ta suy ra được d' bằng trừ căn 3d, phương trình 1. Mặt khác, kể từ t bằng 0 sau thời gian 1 phần 12 giây, thì các em lưu ý, omega là 4π, chu kỳ là 0,5. 1 phần 12 giây bằng t chia 6. Pha ban đầu là trừ pi chia 3. Vật đang ở vị trí A chia 2 và đi theo chiều dương. Đi lên, chọn chiều dương hướng lên. Vật đi lên. Sau khoảng thời gian t chia 6, vật đến biên. Và lúc đó, tia sáng BI hợp với trục chính một góc 14 độ. Nhìn phương trình, các em thấy biên độ của vật cho rồi. Như vậy, OB bằng 4 cm. Ta dùng tăng 14 độ bằng đối chia cho kề. Kề là tọa độ của vật. Suy ra tọa độ vật bằng 16 cm. Kết hợp phương trình 1, ta suy ra được d' bằng trừ 16 căn 3 cm. Từ đó áp dụng công thức vị trí thấu kính 1 chia F bằng 1 chia D cộng 1 chia D'. Ta suy ra được F bằng DD' chia D cộng D' và bằng 37,86 cm. Như vậy, khẳng định ở trên, thấu kính là thấu kính hội tụ và tiêu cự ta tính được 37,86 cm. Ta chọn đáp án C. Câu 40 là một bài toán điện xoay chiều có đồ thị, đặt điện áp xoay chiều và hai đầu động mạch AB gồm cuộn dây không thuần cảm, tụ điện, điện trở, mắc nối tiếp. M là điểm nối giữa cuộn dây và tụ điện, N là điểm nối giữa tụ điện và điện trở. Lần lượt mắc hai điểm của các động mạch AB, AM, AN vào dao động ký, thì trên đồ thị ta sẽ thu được các điện áp tức thời giữa hai đầu động mạch AB, AM, AN theo thời gian. Biết cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch cho rồi. Đề hỏi tổng điện trở của đầu mạch điện này bằng bao nhiêu? Ta có mạch điện như hình vẽ. Dựa vào đồ thị, ta suy ra được điện áp giữa hai đầu AN trễ pha hơn điện áp giữa hai đầu AM một góc hay pi chia 3. Thì những cái đồ thị trong điện xoay chiều giống như đồ thị trong dao động điều hòa. Các em phải tự suy luận độ lệch pha giữa những dao động khi đề cho đồ thị. UAB trễ pha hơn UAM một góc pi chia 2. Hai cái kết luận từ đồ thị, thầy để các em tự suy luận. Mặt khác, từ đồ thị ta thấy được UAN và UAM có cùng biên độ, tức là cùng giá trị cực đại. Như vậy, giá trị hiệu dụng của UAM và UAN bằng nhau. Ta có giãn độ vector như hình vẽ. Trên giãn độ vector, các em để ý UAM và UAN bằng nhau. UAM chiếu lên Y và UAN chiếu lên Y chung một chỗ. Bởi vì AM có R nhỏ và AN thành phần trên Y cũng là R nhỏ. Như vậy, tam giác chứa hai cạnh AM và AN, tam giác này là tam giác cân. Và góc hợp bởi AM và AN hai pi chia 3. Trên đây mình suy luận được. Vậy suy ra tam giác cân thì Y là đường phân giác. Như vậy góc hợp bởi giữa UAM và Y là pi chia 3. Trên đây các em còn một giả thiết nữa, UAB trễ pha hơn UAM một góc pi chia 2. Như vậy góc hợp bởi giữa UAM
và AB pi chia 2. Mà góc AM và Y là pi chia 3, như vậy dễ dàng thấy rằng alpha bằng pi chia 6. Từ đó ta dùng cos của pi chia 6 cos alpha bằng k chia cho nguyên. Hay UR cộng UR nhỏ bằng UAB nhân cos pi chia 6. UAB đã cho rồi. Dựa vào đồ thị, ta thấy biên độ của UAB chính là giá trị cực đại. Như vậy các em suy ra giá trị hiệu dụng và nhân cos của pi chia 6 thì tổng điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở và thành phần UR nhỏ của cuộn dây bằng 150V. Cường độ dòng điện hiệu dụng đề cho rồi. Các em dễ dàng suy ra được tổng điện trở R lớn cộng R nhỏ bằng UR lớn cộng UR nhỏ chia Y và bằng 50Ω. Ta chọn đáp án D. Như vậy bài học của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc. Thầy hy vọng kiến thức bài học ngày hôm nay sẽ giúp ích cho các em trong các kỳ thi sắp tới. Chúc các em thành công. Thầy chào các em.